Vâng, xin chào toàn thể anh chị em đã quay lại với kênh YouTube của Vshop ngày hôm nay trong một ngày trời mưa khá là to. Tình hình dông bão bây giờ nó cũng đang rất là phức tạp. Chúng ta anh em là nhớ phải cẩn thận khi ra đường. Còn tất cả những anh em nào chơi cầu lông, yêu cầu lông ở miền Trung thì cố gắng chung tay cùng đồng bào chúng ta sẽ vượt qua những thời khắc nguy hiểm này, đó là lũ lụt này, rồi bão này, rồi các thứ thì anh em chú ý an toàn để sau khi mà trải qua những cái này chúng ta có thể tiếp tục lại quay lại với cả cái môn thể thao mà mình có thích. Vâng, thì hôm nay trong một ngày mưa gió thì FPSHOP chúng ta sẽ làm một clip review một trong những cây vợt mà khá là mới trong cái thời gian gần đây đó, mà được rất nhiều anh em đã comment, đã gọi điện, đã nhắn tin bảo shop là anh ơi anh làm review cây này đi, cây này em chưa thấy anh làm review. Thì hôm nay xin thưa anh em, chúng ta sẽ làm review cây vợt một dòng Nano Flare với nước sơn bóng. Như anh em biết là Nano Flare trước đây thì có 700, 800 là sở hữu cho mình nước sơn lì, 700 Limited cũng sở hữu nước sơn lì, 170 nước sơn lì, 270 là nước sơn bóng và 370 là sơn lì. Thì hiện tại dòng Nano Flare bây giờ chúng ta có một cây nữa sở hữu cho mình sơn bóng với cái cấu trúc vành vợt độc đáo của Nano Flare, vành to. Xin giới thiệu với anh em Nano Flare 600. Và cái phần đầu tiên của anh em chúng ta đó là màu sắc và nước sơn và số đo 3 vòng và các thứ của Nano Flare 600. Thì như anh em xin thưa với anh em là Nano Flare 600 sở hữu cho mình nước sơn bóng, nhìn khá là nhã nhặn. Đây là một trong những cây Nano Flare mà tôi nhìn nó nhã nhặn, nó ít chiến nhất đấy. Thì hiện tại ở đây sở hữu cho mình nước sơn xanh pha với cả ghi đen này, xanh than pha ghi đen này, thì nó pha ghi này thì ghi đá này, thì tôi nghĩ là nước sơn này là khá là nhã nhặn đấy. Màu sắc nó khá là dành cho những cái người không thích cái sự nổi bật, nhìn nó hoặc là không thích cái sự kiểu khỏe khoắn quá, mà chúng ta nhìn nhã nhặn, nhất là nữ đấy, những cây này nhìn rất là đẹp. Thì về cái phần cấu trúc xem là nó chiều cao, thông số chiều cao của nó có giống cây 700 không. Thì hiện tại ở đây xin thưa với anh em là nó với cây 700 là sở hữu cho mình cái khung với cả cái chiều dài thân và chiều dài cán là như nhau. Nano Flare 700 bản Limited, đấy tôi đã làm clip review rồi. Và cây Nano Flare 600 bản màu trắng xanh này, bản màu ghi xanh này thì nó có cái thông số 3 vòng như nhau, số đo 3 vòng như nhau. Đấy thì một chút thay đổi về nước sơn. Có một cái độc đáo nữa là sở hữu cho mình nước sơn bóng. Tất nhiên là nước sơn bóng thì thường thường nhìn nó sẽ không khỏe khoắn bằng cái nước sơn lì mà anh em quen thuộc của dòng Nano Flare rồi. Thì nước sơn bóng thì nhìn nó sẽ hơi mềm mại một chút. Đấy, nó mềm mại một chút. Đấy. Và cầm cây vợt này thì tôi cũng thấy mềm mại. Và mềm mại ở đâu thì bây giờ anh em chúng ta sẽ vào cái phần 2 là cái phần thông số kỹ thuật chi tiết của nó, đánh giá chi tiết về thông số kỹ thuật của nó trên chiếc máy đo swing, trên chiếc máy đo điểm cân bằng này của chúng tôi. Anh em chúng ta cùng vào nhé. Ok, thì như anh em thấy là máy đã bật rồi. Bây giờ mọi thứ thông số đang là ở 00. Anh em, mấy anh em ở nhà trái lau máy nhờ, bụi quá mất. Anh em thông cảm, mấy thằng làm bụi quá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là đo cái điểm cân bằng, úi trời ơi, của cái anh Nano Flare 600 bản màu ghi này nhé. 290. Con này điểm cân bằng nhẽ nhỉ. Lên chưa. Thưa với anh em, cái điểm cân bằng của Nano Flare 600 này khá là thấp. Sở hữu cho mình cái điểm cân bằng của cây Nano Flare 600 này nó rơi vào khoảng tầm 285 đến 287 mm. Điểm cân bằng 287 thì đây là một cây vợt, nếu mà như tôi nghĩ thì nó sẽ thiên về cái lưới đánh phản tạt nhiều hơn, cho chúng ta tạo cảm giác nhanh hơn, tốc độ. Nano Flare 285, 287 thì dưới 290 thì là một cây vợt phản tạt nhiều rồi anh em ạ. Đó. Thì cái đũa của cây vợt thì cũng khá là dẻo anh em nhé, khá dẻo, đũa dẻo, không quá cứng. Đấy, đây là trên tay tôi là cầm bản 4U. Thì những anh em nào mà thích bắt lưới, như con này thì thích bắt lưới thì nhanh lắm anh em ạ. Thì bây giờ xem cái điểm swing của nó, xem nó có phải là một cây công tốt không anh em nhé. Tè ren. Điểm swing của cây vợt Nano Flare 600. Ok. Ồ, 83.
83 dưới 85 thì là một cái vợt thiên về lối đánh phản tạt nhiều. Những cây này thì công nó sẽ, những cây này thì công, ví dụ anh em mà muốn áp đảo nó sẽ không hiệu quả lắm. Cây này nó nhẹ nhàng dành cho các bạn nữ đánh lưới phản phản nhiều hơn. Những anh em nào tay yếu mà thích kiểu đánh nhanh đấy thì chúng ta có thể chọn Nano Flare 600 này. Ok, thì tiếp tới bây giờ chúng ta sẽ đo xem là con 4U này nặng bao nhiêu gram. Thì trung bình vượt 4U nó rơi vào khoảng tầm 85, dưới 85 gram. Thì xem là con này bao nhiêu. Cũng chuẩn chuẩn thôi anh em. Cây Nano Flare 600 hiện tại tôi đang đo ở đây là 85,4 gram. Tiếp theo để tôi lấy một cây nữa đo xem là nó có chênh lệch nhau gam nhiều không nhá. Nó rơi vào khoảng tầm 85 thì nó cũng khá là dễ chơi đấy anh em ạ. Nó khá là dễ chịu đấy. Đấy, cái đầu của nó cũng nhẹ mà. Điểm cân bằng 285-287, điểm swing 83, điểm swing 83, khá là hay đấy, khá là hay đấy anh em ơi. Ok, như con này là 84,9 đấy, thì cái trọng lượng cân bằng của trọng lượng trung bình của Nano Flare 600 bản 4U nó rơi vào khoảng tầm 85 đấy, tầm 85 ngót nghét 85 cho tới 85 cho tới 85 cho tới 85,4 gram. Đấy là ok. Cái chỉ số như vậy thì hoàn toàn là cho anh em rất là dễ chơi. Những anh em nào bắt lưới nhanh thì con này nhanh lắm. Con này cảm thấy như tay tôi là cảm thấy nhanh lắm. Thủ thiếc chắc là thích này. Ok, và cái điều cuối cùng, cây này bản 4U cho chúng ta cái lực căng khá cao, 12 kg, tương đương với cả, con này nó tương đương với cả 27 lbs đấy. 12 kg thì cũng cho chúng ta một cái lực căng khá cao luôn, khá là ổn luôn. Nhưng mà có một cái khuyến cáo cho anh em biết là dòng Flare này thì cái công nghệ than chì mà, nên là cái tác động chịu va chạm của nó rất là yếu, vành vợt lớn. Đấy, nên là anh em hạn chế va chạm cây vợt này. Ok, tới với cái phần cảm nhận thực tế của riêng tôi thì như vừa nãy tôi đã nói thì cây vợt này khi tôi cầm vào tôi đã cảm thấy luôn nó là một cây vợt nhanh. Rất là nhanh. Anh em có thể nhìn thấy tôi bắt rất là nhanh mà nó kiểu đầu nó nhẹ, mình thích thủ đầu thủ ấy. Nhưng mà có một cái nhược điểm, đây là cái ưu điểm của nó là nhanh đấy. Nhưng mà có một cái nhược điểm nhỏ nhỏ thì tất nhiên là cây vợt nào cũng có ưu và nhược thôi. Cây này thì cái ưu điểm của nó thêm nữa đó là sẽ phù hợp với nhiều đối tượng chơi, nhiều kiểu chơi, nhiều những anh em mà mới chơi có thể sử dụng được cây này. Đấy, khi mà chúng ta đánh phản tạt nhanh như thế này. Đấy, bắt lưới. Nhưng mà có một cái nhược điểm đó là khi cái điểm swing của nó thấp, điểm cân bằng của nó thấp thì tất nhiên là khi mà anh em muốn xuống công á thì nó sẽ hơi khó, hơi là khó làm để cho có cái quả cầu mà nó cắm. Thì những thường thường những ai mà muốn công tốt cây này thì cổ tay phải thật tốt. Đấy thì mới gập được, chứ còn nữa dùng lực bằng vai tôi nghĩ là nó vẫn nó sẽ bay ngang, dùng lực vai thì nó hay bị bay ngang lắm, bởi vì những cây vợt mà anh em chúng ta mà dùng lực vai thì đầu nó phải đầm cơ thì cầm cầu nó mới cắm, chứ còn đầu mà nó nhẹ nhẹ như cây này, anh em mà dùng lực bằng vai vào thì chắc chắn là cầu nó sẽ bay. Đó, nó sẽ đi theo cái đường mà nó không cắm mà nó cứ là nó sẽ xiên đấy. Đấy là một kiểu đập khó, nhưng mà nhiều khi anh em muốn dứt điểm ngay thì nó không đủ lực. Và chúng ta phải sử dụng một cổ tay ai thật tốt thì quả cầu mới cắm được. Thì ok, thì hôm nay muốn giới thiệu tới anh em một trong những cây vợt mà mới về FB Shop. Nano Flare 600, giá cây này, đây là một cây vợt cao cấp anh em nhé. Sản xuất ở Nhật Bản. Đấy thì thường thường là cây vợt này là cây vợt cao cấp thì mới được sản xuất ở Nhật Bản. Giá thành của nó thì tầm 2XX. Anh em nào muốn biết rõ thêm về giá thành thì có thể inbox. Ok, hôm nay clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng FB Shop. Cảm ơn tất cả những em đã yêu mến FB Shop. Và những người còn chưa yêu mến thì cũng sau này sẽ yêu mến. Clip này thì tôi sẽ thông báo một lần nữa là clip này, các clip review, các clip giải thích của FB Shop thì thường thường là sẽ hướng tới đối tượng là những người cần tìm hiểu, những anh em nào mà cần biết đấy, những anh em mà chưa thực sự có nhiều các cái mã vợt hay là nhiều các cái cây vợt để chơi, chưa tìm hiểu qua nhiều các cây vợt. Còn có một số ý kiến trái chiều đó là các anh em bảo là xem clip của FB Shop thì xem thế thôi rồi cười. Thì đúng thật là clip của FB Shop là thứ nhất là clip cười vui giải trí, với thứ hai là clip của FB Shop là clip review những cái cây vợt hay là những cái cách làm hay là những cái câu chuyện mà anh em chưa biết đấy, những cái cây vợt mà mới thì thường thường là những cây vợt mới thì chúng tôi sẽ review những pha cầu hay, những cái trận đấu hay tôi sẽ livestream, hay là những cái câu chuyện mà của ý kiến chủ quan của riêng tôi thì tôi sẽ kể cho anh em để
chúng ta có thể vui vẻ ở trên YouTube. Anh em nào mà không bằng lòng, không đồng ý thì có thể xem một tí rồi tắt. Còn anh em nào yêu thích thì ở lại lâu. Ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả những anh em trong các clip sắp tới. Nhớ like, subscribe kênh YouTube của Bshop và nhớ ấn nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo của Bshop. Xin chào và hẹn gặp lại.